Bạn có biết con tàu ma ám hay không? Đây là con tàu đã mất tích hoặc bị chìm xuống biển từ nhiều năm trước. Nhiều năm sau nó được tìm thấy trên biển nhưng không có một ai trên tàu. Đây là hiện tượng thần bí khó thể giải thích đã tồn tại nhiều năm qua. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một bộ phim đã từng ám ảnh tuổi thơ của mình, bộ phim kinh dị Con thuyền ma ám, được công chiếu vào năm 2002 tại Mỹ, tháng 5 năm 1962, con tàu sang trọng có tên Anthony, chở đầy khách đang chạy trên mặt biển bình lặng. Vũ nữ váy đỏ đứng trên khán đài hát những bài đồng ca bất hủ. Dưới khán đài, người đàn ông mặc đồng phục màu xanh là ca trưởng của nhân viên phục vụ. Ông ta chủ động đem rượu vang đến cho thuyền trưởng và thuyền phó. Có một cô bé xinh đẹp đang rầu rĩ ngồi trong góc. Vì muốn chọc cười cô bé, thuyền trưởng tốt bụng đã chủ động mời cô bé nhảy cùng ông. Ai ai cũng nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, tất cả đều tốt đẹp. Nhưng họ không hay biết, có người đã để sẵn một dây thép vừa dài vừa dẻo trên boong tàu. Sau đó tên chủ mưu khởi động công tắc. Dây thép xuyên qua boong tàu, chớp mắt, chưa đợi mọi người kịp phản ứng, thì toàn bộ hành khách bị cắt làm đôi. Một cô bé đã may mắn thoát nạn vì không đủ chiều cao. Nhưng thuyền trưởng thì không may mắn như thế. Nhìn thi thể chất đống khắp thuyền, cô bé kêu gào thất thanh. 40 năm sau, nữ chính là một người phụ nữ có kỹ năng bơi cực tốt. Cô và đồng nghiệp lập nhóm kinh doanh lĩnh vực trục vớt tài sản, nhận tiền và giúp người thuê họ tìm kiếm đồ đạc bị mất dưới biển. Tối hôm đó, mọi người xong việc và đến ăn mừng ở một quán bar. Họ chuẩn bị nghỉ phép dài. Có một anh chàng nhút nhát ngồi trong góc chủ động tiến đến bắt chuyện. Chàng trai tên là Jack, một phi công. Anh ta phát hiện một con tàu sang trọng không chủ trên hải phận quốc tế. Jack rủ các thành viên đến xem con tàu. Jack rất thành thật, anh thương lượng với nhóm chia chắc. Điều kiện là anh ta sẽ đi cùng họ. Thế là họ đồng ý, trời vừa sáng nhóm người lái tàu kéo xuất phát. Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người thành viên của nhóm. Lần lượt là nữ chính mạnh mẽ, thuyền trưởng mưu mẹo, anh chàng cao to Greer. Anh chàng tóc dài đót và tóc trắng Mander. Và người phụ trách lái tàu. Đương nhiên các bạn cũng không cần phải nhớ quá chi tiết, dù gì họ cũng sẽ chết. Chạy mấy ngày mấy đêm trên biển, cuối cùng nhóm người đã tìm thấy con tàu. Thuyền trưởng nhìn qua liền biết. Đây chính là con tàu nổi tiếng Anthony. Nó mất tích trên biển vào tháng 5 năm 1962 và trở thành câu đố chưa có lời giải trong lịch sử cận đại. Mọi người vội vã trèo lên tàu. Greer và Jack ở lại tàu kéo tiếp ứng. Greer vô cùng khó chịu, rõ ràng là anh phát hiện con tàu, dựa vào đâu không để anh lên đó. Bởi vì cậu nhát, dễ bị bắt nạt chứ sao. 40 năm đã qua đi, tất cả mọi thứ trên con thuyền đều bị mục nát. Nghe nói năm đó con tàu chở hơn 600 hành khách. Đang nói chuyện thì Dot dẫm trượt suýt nữa ngã nhào. Trong lúc nữ chính cứu Dot, cô vô tình nhìn thấy cô bé may mắn sống sót trên boong tàu 40 năm trước. Cô bé nhanh chóng biến mất, nữ chính tưởng mình bị hoa mắt. Phía bên kia, Dot và Mander tìm thấy một chiếc đồng hồ điện tử ở phòng điều khiển. Rõ ràng đây không phải là đồ của 40 năm trước. Điều này chứng tỏ họ không phải là nhóm đầu tiên lên con tàu ma ám này. Trùng hợp là động cơ tàu kéo lại xảy ra sự cố vào lúc này. Mọi người chỉ đành lên kế hoạch vừa sửa tàu vừa tìm món đồ có giá trị rồi quay về. Theo như luật hàng hải, tất cả tài sản trên hải phận quốc tế sẽ thuộc về người phát hiện ra nó, tức là con tàu và tất cả tài sản trên con tàu đều thuộc về họ. Tôi cũng không biết điều đó có đúng không, đại khái nó là như vậy. Thế có nghĩa là nhóm của họ sẽ phải ở lại đây vài ngày. Nữ chính tìm thấy bể bơi trên tàu, nó đã cạn khô nước. Lỗ đạn trên thành bể và vô vàn vỏ đạn sót lại, chứng tỏ nơi này đã từng xảy ra một vụ thảm sát. Nữ chính cảnh giác và định kể cho các thành viên khác nghe chuyện này. Nhưng khi cô chuẩn bị đi khỏi thì cô bé kỳ lạ đó lại xuất hiện khiến cô vô cùng kinh sợ. May mà Jack kéo cô lên, Jack an ủi cô. Có thể có ai đó đã tập bắn bia trong bể bơi. Sau khi hai người đi khỏi, lỗ đạn trong bể bơi bắt đầu rỉ máu và ngập đầy bể. Nữ chính đoán không sai, nơi này đã xảy ra một vụ thảm sát. Nhưng xác chết của họ ở đâu? Tiếp đó nữ chính dẫn Jack đến phòng giặt quần áo dưới đáy tàu. Chỗ này có một cái van cửa, nữ chính mở cái van cửa ra. Ai ngờ vô vàn xác chết tràn ra theo dòng nước. Từ mức độ thối rữa của xác chết có thể đoán được họ chết chưa đến một tháng. Họ đã lên tàu và chết bất đắc kỳ tử tại nơi đây. Cùng lúc đó, một mình đội trưởng đến phòng làm việc của thuyền trưởng. Trên bàn có một cốc rượu mới. Thuyền trưởng tò mò định nhấp một ngụm. Vừa ngẩng đầu ông bèn nhìn thấy bóng của thuyền trưởng cũ trong gương. Mẹ ơi, nơi này chắc không có ma chứ. Phía bên kia, Greer cũng đang tìm kiếm đồ giá trị ở trên tàu. Bỗng nhiên, có một tiếng hát kỳ lạ truyền tới, Greer đi theo tiếng hát và đi tới sàn nhảy. Trong gạt tàn thuốc vẫn còn màu thuốc chưa cháy hết, bên trên màu thuốc hằn vết son đỏ. Greer tưởng là đồng đội để lại, anh không nghĩ ngợi và rời khỏi sàn nhảy. Anh không biết là, vũ nữ váy đỏ năm nào đang nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo ở một góc phòng.
Cảnh quay đến nữ chính và Jack. Hai người khó khăn thoát khỏi phòng giặt và lại đi đến một căn phòng kỳ quái. May mắn là đây là nơi giấu mấy hòm vàng. Trời ơi, nhiều vàng thế, mọi người đều cười sung sướng. Cũng chẳng quan tâm có ma hay không, bây giờ họ chỉ muốn đem hết đống vàng này đi chia nhau. Chỉ có nữ chính là nghĩ nên đem số vàng này giao cho cảnh sát biển. Bởi vì nhiều vàng như vậy, chắc phải có người báo án, cô không muốn gặp phải phiền phức. Nữ chính không muốn vàng, mà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng khi mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đem vàng rời đi, khoang lái tàu kéo bỗng dưng nổ khí gas và bị nổ tung. Người lái tàu bị chết, còn Greer được nữ chính cứu. Mọi người bắt đầu trách móc Jack. Đều tại anh, nếu không vì anh đề nghị đến đây tìm kho báu thì chúng tôi chẳng đời nào lại bị kẹt trên tàu cả. Đồng đội thân thiết ngày nào bắt đầu trách móc lẫn nhau, từ cãi cọ cho đến đánh nhau. Còn đội trưởng, ông cứ ngồi lặng im một mình. Giờ phút này ông cảm thấy bản thân mình đáng trách hơn bất kỳ ai. Ông mệt mỏi đến phòng thuyền trưởng, cầm chai rượu trên bàn và bắt đầu tu ưng ực. Trong cơn say, đội trưởng ngẩng đầu, ông nhìn thấy thuyền trưởng già bị dây thép cắt làm đôi 40 năm trước. Thuyền trưởng rót rượu cho ông và đưa cho ông một bức album. Con thuyền trong bức hình tên là Loyally, cũng là một con tàu ma ám nổi tiếng trong lịch sử. 40 năm trước thuyền trưởng đã phát hiện ra con tàu này. Không một ai trên thuyền ngoài mấy hòm vàng kia. Thuyền trưởng bèn ra lệnh chuyển hòm vàng sang tàu của họ. Ai ngờ hai hôm sau tàu của họ lại xảy ra một vụ thảm sát đẫm máu. Thuyền trưởng không nói gì, ông đưa cho đội trưởng một bức ảnh. Đội trưởng vô cùng kinh hãi sau khi nhìn thấy nó. Rốt cuộc là bức ảnh gì mà khiến đội trưởng kinh sợ đến vậy? Phía bên kia, Dot và Mander tìm thấy một hộp đồ ăn 40 năm trước trong nhà bếp. Cũng không biết hai người họ nghĩ gì mà dám mở nắp hộp và ăn từng miếng một. Bất ngờ lại hộp đồ ăn này lại không hề hết hạn. Mẹ ơi, mùi vị không tồi, ăn thử miếng nữa. Ăn, đồ ăn trong mồm dần biến thành đồ ôi kiêu. Cảnh quay đến nữ chính, cô đi đến một căn phòng. Chỗ này bày toàn là đồ chơi, búp bê và cả váy vóc của bé gái. Rõ ràng chủ nhân của căn phòng này đã từng là một cô bé đáng yêu. Nữ chính mở tủ quần áo, bên trong treo một xác chết. Xác chết này chính là bé gái đó. Linh hồn cô bé bỗng nhiên xuất hiện đằng sau nữ chính. Cô bé nói tất cả mọi người ở trên thuyền đều đã chết, linh hồn của họ đa phần đều trở về quê hương mình. Chỉ còn lại một vài linh hồn bị khắc dấu và nhốt lại trên con thuyền này. Cô bé chưa nói hết thì bị một sức mạnh siêu nhiên nào đó lôi đi. Chỉ còn lại một mình nữ chính trong phòng chưa kịp hoàn hồn. Greer cũng gặp được hiện tượng kỳ lạ, một mình anh mượn rượu giải sầu trên sàn nhảy. Sàn nhảy sập sệ dường như quay trở lại 40 năm về trước. Vũ nữ váy đỏ tiến về phía Greer trong màn vỗ tay hoan hô của mọi người và mời anh một điệu nhảy. Greer nói anh đã có vợ con, anh là người đàng hoàng và hôn vũ nữ. Khi anh chuẩn bị tiến sâu hơn với vũ nữ thì bị cô ta gạt và rơi xuống hố thang. Thế là anh chàng mê gái Greer trở thành người hy sinh thứ hai. Đội trưởng cầm bức ảnh loạn choạng rời khỏi phòng thuyền trưởng. Ông ta luôn mồm gọi tên các thành viên của mình, bỗng nhiên ông ta như bị trúng tà. Các đồng đội thân thiết ngày nào bỗng dưng trở thành lũ quỷ khát máu trong mắt ông. Đội trưởng như phát cuồng, ông tấn công nữ chính, nhìn nữ chính gặp nạn. Jack bèn dùng báng súng đánh ngất ông ta. Dot và Mander nhốt đội trưởng vào thùng nước, để ông ta bình tĩnh lại. Tiếp đó, nhóm người đồng tâm hiệp lực, định sửa con tàu. Kiểm soát trôi nổi tàu để nó tiến gần hòn đảo gần đó, công việc tiến hành rất thuận lợi, tin là không bao lâu nữa, họ có thể lên bờ. Tối hôm đó, nữ chính lại nhìn thấy linh hồn của cô bé. Cô bé chạm vào nữ chính để tái hiện lại toàn bộ sự việc xảy ra 40 năm về trước. Thì ra người đàn ông mặc đồng phục màu xanh, cũng là ca trưởng của nhóm nhân viên phục vụ, đã cử đồng bọn bỏ thuốc độc vào thức ăn trong nhà bếp để giết chết toàn bộ những người đang dùng bữa. Sau đó hắn khởi động dây thép đã cài sẵn và cắt đôi những hành khách đang nhảy múa. Một bé gái đã vượt qua kiếp nạn nhờ thân hình nhỏ bé. Họ đuổi những hành khách còn sống sót xuống bể bơi và bắn chết. Chỉ trong một đêm mà toàn bộ 600 hành khách chết hết. Cô bé cũng bị treo cổ chết trong cuộc thảm sát này. Mà chủ mưu đằng sau toàn bộ chuyện này là thuyền phó và vũ nữ váy đỏ kia. Họ dùng vàng làm mồi nhử để sai khiến thuộc hạ làm việc cho mình. Thuyền phó dưới sự chỉ thị của vũ nữ đã ra tay giết chết toàn bộ thuộc hạ. Cứ tưởng có thể lấy số vàng và cao chạy xa bay với vũ nữ, ai ngờ đến cuối cùng hắn cũng bị vũ nữ giết chết. Thì ra bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ dính sau lưng, đứng chống lưng đằng sau cho vũ nữ cũng là một sếp lớn. Hắn bước ra khỏi bóng tối, ôm hôn vũ nữ. Nhưng không ngờ cô ta lại bị tên sếp đó chơi khăm và chết dưới bẫy đã đặt sẵn của hắn. Hắn để lại một ký hiệu trên tay của vũ nữ. Góc quay tiến gần đến khuôn mặt của hắn, thì ra hắn ta chính là tên khốn Jack. Là Jack đã dụ họ lên tàu thám hiểm. Jack đã cứu nữ chính hết lần này đến lần khác, cũng là Jack đánh ngất đội trưởng. Lúc này nữ chính mới hoàn hồn, cô vội vàng đi tìm đội trưởng. Nhưng không ngờ mình đã đến chậm một bước, đội trưởng đã bị chết chìm. Tay ông vẫn giữ chặt bức ảnh cũ của Jack. Thì ra sau khi thuyền trưởng phát hiện số vàng đó không bao lâu, ông đã cứu Jack, người đã trôi giạt mấy ngày trời trên biển. Ai ngờ hắn chính là một tên ác quỷ, tiếc là họ đã biết quá muộn. Jack vứt bỏ bộ mặt giả tạo.
giết chết Dodd và đánh nhau với Mulder. Trong lúc ẩu đả, Mulder bắn trúng vào Jack nhưng vũ khí của loài người không thể làm tổn thương hắn. Trong lúc đó, nữ chính lắp bom nổ trong khoang tàu. Cô định nhấn chìm số vàng và cả con tàu xuống đáy biển. Jack nói với nữ chính, đa số linh hồn trên thuyền đều có lỗi lầm. Linh hồn tội lỗi sẽ bị hắn đánh dấu và chịu sự chi phối của hắn. Mà những linh hồn vô tội không thể nào bị hắn đánh dấu và chi phối, ví dụ như bé gái, chính vì như thế cô bé mới có thể hiện hình trước mặt nữ chính được. Và nói cho cô biết cả con thuyền đã xảy ra chuyện gì, Jack là sứ giả của thần chết chuyên giúp sếp thu thập những linh hồn tội lỗi. Thế là hắn liên tục dụ dỗ những người vô tội lên tàu, đánh dấu linh hồn của họ. Đợi thu thập đủ 1.000 linh hồn, hắn bèn có thể giao tàu cho ác quỷ. Để đổi lại sinh mệnh trường sinh, Jack muốn trao đổi với nữ chính. Hay là tôi thả cô đi, cô đừng làm nổ thuyền có được không? Được, bà nói chứ. Nữ chính dùng nỏ khởi động quả bom, bỗng chốc lửa cháy ngùn ngụt. Cả con tàu cùng với tên Jack tà ác đã bị nổ thành tro. Dưới sự chỉ dẫn của cô bé, nữ chính tìm được lối ra, vụ nổ đã phá vỡ sự giam giữ, con tàu chìm mất, hơn 600 linh hồn bị đánh dấu cuối cùng đã có thể siêu thoát. Nữ chính trôi giạt trên biển không biết bao lâu thì được một con tàu đi qua cứu giúp. Sau khi tàu vào bờ, họ đưa nữ chính lên xe cứu thương. Bạn tưởng thế là kết thúc rồi sao? Cuối phim, nữ chính nhìn thấy các thuyền viên chuyển đống vàng nguyền rùa đó lên tàu. Vốn dĩ đã chết thì rách lại đi phía sau, sự chết chóc của ác quỷ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Câu chuyện kết thúc ở đây. Chủ nghĩa xã hội Thiên Chúa giáo có 7 tội lỗi, tội danh dựa theo mức độ nguy hiểm. Từ nhẹ đến nặng lần lượt là kiêu ngạo, đố kỵ, thù hằn, lười biếng, tham lam, phàm ăn, dục vọng. Đội trưởng và tất cả những thành viên khác đã chết vì sự tham lam, Greer không tham tiền nhưng chết vì háo sắc, chỉ có duy nhất nữ chính không phạm phải bất cứ điều gì trong 7 tội đó. Đây cũng là lý do vì sao cô còn sống. Tôi rất ngưỡng mộ nữ chính, không nói nhiều với bọn phản diện, nhận ra vấn đề lập tức làm nổ tàu, nhưng cô vẫn quá ngây thơ, cô tưởng làm nổ cả con tàu ma ám thì có thể cứu rỗi mọi linh hồn, nhưng không ngờ tiếp theo đó lại có một con tàu khác trở thành con tàu ma ám. 7 tội lỗi của loài người mới là nguồn gốc của tất cả tội ác. Dục vọng lớn thì rách sẽ mãi tồn tại. Nói tới đây, có thể có người cảm thấy nữ chính nhìn quen lắm. Nữ chính Julianne Margulies. Cô chính là nữ chính được đánh giá cao trong bộ phim Mỹ Người Vợ Tốt. Chuyên gia nghiên cứu virus anh dũng trong bộ phim Khu Vực Nóng. Còn diễn viên đóng vai cô bé trong bộ phim này chính là nữ diễn viên thế hệ mới Emily Browning, sinh năm 1988. Cô đã từng đóng vai chính trong bộ phim Hành Động, Chiến Binh Gợi Cảm công chiếu năm 2011. Phút thứ 24 của bộ phim, đội trưởng đã nhắc đến con tàu ma ám nổi tiếng Mary Celeste. Con tàu Mary Celeste ra khơi vào năm tháng 11 năm 1872. Lúc đó bao gồm thuyền trưởng là có 10 hành khách trên tàu. Nhưng chạy ra biển chưa bao lâu, Mary Celeste bèn mất tích. Một tháng sau, có người phát hiện con tàu ở Đại Tây Dương đang chạy về hướng eo biển Gibraltar. Lạ kỳ là không thấy một ai trên tàu. Còn về tung tích của thủy thủ và hành khách trên tàu thì có nhiều giả thuyết. Đầu năm 1873, hai ngư dân Tây Ban Nha đã phát hiện hai chiếc thuyền cứu sinh. Trong đó có một chiếc thuyền chở một xác chết và một lá cờ Mỹ. Chiếc thuyền kia thì chở 4 xác chết. Những xác chết này được giả thuyết là thủy thủ đoàn tàu Mary Celeste, nhưng chưa được giám định kỹ lưỡng bèn được chôn cất trong một ngôi mộ. 100 năm qua đi, con tàu Mary Celeste rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho đến hiện tại nó vẫn là một ẩn số. Có lẽ ẩn số này sẽ không bao giờ được giải mã.